Hello các anh chị và cô chú các bạn, Vũ đang đứng trước bên trong Vũ có chùa Dược Sư. Ngày bây giờ 12 giờ gần 12 giờ giờ địa phương ở Cali. Chúng ta có thể thấy là người Việt đầu năm mới thì cũng đi phong tục tập quán là đi chùa để hành hương. Đi xa thì hành hương nhưng mà đến chùa để cầu may mắn. Đây là cái vườn Phật Bà phía trước. Ok. Những người ở đây, người ta thấy cũng biết không tạo nhưng người ta cũng hay cũng đến xin happy new year. You know it's a lunar year, right? You know a lunar year, right? Happy New Year cổ có đứa con mà cũng nhắc ra để xin tiền. Đây là một số cảnh chùa vào buổi sáng mùng 1 Tết tại miền Nam California trước chùa Dược Sư nha các bạn. Mình đi một vòng trên mặt rồi. Chùa Dược Sư nằm ngay trên đường Magnolia và tường gần đường Thế Làng nha các bạn. Trước chợ Woodview. Woodview là một cái chợ mà một cái siêu thị bán hàng rất rẻ vì những cái hàng trong đó chủ yếu là được donate từ những người không có xài. Rồi những cái đồ họ không có xài nữa hoặc là họ ít xài họ sẽ đi tặng hiến tặng cho Woodview và Woodview sẽ bán rẻ và lấy một phần trong cái doanh thu của mình để đóng góp cho những chương trình xã hội. Đây các bạn, thì cũng có người cảnh thật của những người người nghèo. Đây, hình như là chú Ba Quốc hả? Đây, chú Ba Quốc nè. Ở bên trong chùa, đây bên trong chùa nha các bạn. Đây là quang cảnh ở bên trong chùa. Alright.
Có cười không ba? Có cười thôi, tự nhiên là phải cười. Không có cười đâu. Đây. Okay, đây là không khí người Việt hải ngoại tại Nam Cali đi chùa đầu năm 1/1. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé.